Số điện thoại NK Mobile cho tất cả quý cô chú, quý anh chị đang xem video. Đó thì nay là một cái video là bên số điện thoại NK Mobile sẽ tổng hợp một vài điện thoại mẫu Nokia cổ bên shop đang bán. Đó thì anh chị nào có thể tham khảo cái mẫu máy này để mình có thể mua máy để sưu tầm, để nghe gọi rất là ok nhé. Thì trước khi vào video này thì quý cô chú, quý anh chị cảm thấy video này nó hữu ích thì mình có thể là này một đăng ký kênh, một nút like video và một nút bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất ở bên shop. Thì cố gắng là bên shop này có hàng mẫu mới về thì bên shop sẽ đăng video để cho anh chị có thể là tham khảo và mình có thể mua hàng nhé. Đó. Thì có một câu chuyện trong suốt thời gian qua là trên anh em bình luận là có thể là cái bình luận đó là mình có nên báo giá trong video không. Thì em cũng đã làm hai video, là một video báo giá, một video không báo giá. Thì cái phản hồi của khách hàng nó sẽ khác nhau nên là bên em sẽ có một cái chấn chỉnh lại là bên em sẽ báo giá trong video. Và cái báo giá này không phải là bên em báo giá là mình báo một giá ở trên video mà mình báo một giá ở trên khi nghe gọi nhé. Thì thực ra là những cái video mà khách hàng xem từ tháng 11 năm ngoái là máy Nokia 6300, là ở đây máy nhập về khá là rẻ và em bây giờ chỉ bán từ 550-600 nghìn thôi. Còn đối với 6300 như bây giờ em đang bán là 680 nghìn, đều là hàng châu Âu. Đó thì nó sẽ khác nhau cho nhau một chút, từ khoảng 50 nghìn đến khoảng 150. Thì khách hàng có thể gọi về phản hồi là tại sao là trên video từ tháng, nhưng mà cái chỉ là từ năm ngoái thôi, năm ngoái tháng 11 năm ngoái mà đến tận đây là hơn nửa năm rồi, nó giá nó nhập là khác nhau rồi. Thì anh chị là quý anh chị thông cảm nhé, vì video này nó luôn lặp lại thì khách hàng có thể nhìn thấy trên video và xem thì không biết là ngày tháng mình đăng như ngày nào, đúng không? Thì hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2022 nhá. Thì bên em có một cái video tổng hợp của một cái mẫu máy này và giá sẽ như này nhá. Đó. Thì quý anh chị có thể tham khảo. Thì trong vòng một tuần thì bên em sẽ cố gắng là đăng tầm khoảng độ 2 đến 3 video để cập nhật những mẫu máy mới và những cái giá mới ở bên shop nhá. Đầu tiên là mình về một cái mẫu máy, đầu tiên là mẫu máy BlackBerry. BlackBerry đầu tiên là BlackBerry 9930 chị nhá. 9930 thì cây này thực ra em bên em không chuyên dòng BlackBerry. Thì đây là một cái máy em mua của khách và máy rất là đẹp nhá. Đó, máy khách này có qua đổi một cây F72 thì bên em để lại cái này cho anh chị thôi. Cây này thì bên em bán cho anh chị là trước khi vào báo giá thì bên em có bị luôn này. Máy bên em bán cho anh chị là kèm đầy đủ pin sạc. Đó, đối với chị mua thêm thẻ nhớ thì anh chị cộng thêm khoảng 30.000 đến 50.000 một cái thẻ nhớ thôi. Đó, còn là máy báo cao giá là kèm pin sạc này. Kèm bao ship toàn quốc cho anh chị. Đó, báo giá là bao ship toàn quốc anh chị được nhá. Bao ship toàn quốc cho anh chị rồi. Đó, kèm pin sạc này. Đó, và bảo hành cho chị được 3 tháng, nỗi 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày đầu tiên nhá. Sau 15 ngày thì anh chị có thể gửi về bên em để bên em có thể là sửa chữa cũng như có thể là thay thế hoặc là bình đổi máy mới cho anh chị. Bởi vì là những sản phẩm máy Nokia cũ như này mà cái bộ vỏ rất là quan trọng nhé. Bộ vỏ zin rất là quan trọng nhá. Bộ vỏ zin rất là quan trọng. Vì đôi khi là những cái bộ vỏ anh chị dùng khoảng 15 ngày đầu tiên rồi nó bị xước sát rồi mà bên em đổi cho chị một cái máy mới khác thì nó rất là thiệt thòi cho bên em. Thì bên em sẽ cố gắng là hỗ trợ cho anh chị là có thể là mình đổi main này hoặc là mình sẽ sang main sang bộ vỏ mới có anh chị nhé. Đó thì cái này rất là quan trọng nhá. Vỏ zin rất là quan trọng chị nhá. Đó thì đây là một cái máy BlackBerry 9930 nhá. 9930. Thì bên em nó bán là 680.000 chị nhá. 680.000. Máy còn khá là đẹp nhá. Cây này khá là đẹp, nhìn quay video này. Máy còn khá là đẹp nhá. Và chỉ có một cây chị nhá. Và chỉ có một cây thôi. Hiện tại là bên em chỉ có một cây ở trên trong cửa hàng thôi nhá. Đó, cây này là cây 9930 chị nhá. Về tổng quan máy này. Cây này thì em có thể pin rồi này. Đó. 9930 thì nếu mà chị nào đã thường chơi BlackBerry thì mình có thể biết dòng này. Đó, đây là em bản screen nhá. Đó. Thì cây này em sẽ bảo dưỡng này. Cố gắng video chỉ giới thiệu trong khoảng độ 20 đến 30 phút thôi. Tiếp theo là một cây máy. Cây máy này là cây máy 7. Em sẽ xem trong máy cho anh chị xem rồi nhé. Đây là một cái máy Pocto nhé. Cái máy của kỹ thuật viên nhé. Kỹ thuật viên cây này chị dưới sưu tầm rất là ok nhé. Em sẽ cho mở máy cho chị xem này. Vỏ khá là khít, vỏ rất là đẹp nhé. Vỏ zin đẹp nhé. Đây là cây máy 7310 chị nhé. 7310 này, Pocto này. Nếu mà anh chị nào biết về dòng Pocto này, dòng máy cho dòng kỹ thuật viên nhé. Đây là máy gần như là chưa sử dụng anh chị nhé. Em sẽ lấy một quạt pin. Đây, nắp sim cho anh chị này. 7310 anh chị nhé. Cây này còn rất là đẹp, máy nó rất là đẹp nhé. Đấy. Pin là pin bộ CT. Mình sẽ mở máy cái máy đi. Còn những cái máy nào mà em chưa nắp pin và em sẽ review chi tiết cho anh chị. Đó, review chi tiết cho anh chị. Này, một con máy 7310 này, vỏ rất là khít như này nhé. Đó. Cây này về chị sưu tầm nhé, rất đẹp nhé. Mở máy cho chị xem này. Vỏ rất là đẹp. Cây này thì bên em đang bán là 1.1 triệu anh chị nhé. 1.1 triệu nhé, máy rất là đẹp nhé. Dòng này thì em cũng khá là khiếm mặt. Mặt kính sẽ mặt kính tráng gương chị nhé. Mặt kính tráng gương rất là bóng nhé. Này, phím tráng gương này, rất đẹp nhé. Đây em sẽ mở, mình sẽ tắt màn hình này để cho chị xem cái tráng gương của nó này. Đấy, chị nhìn chưa? Tráng gương này, rất đẹp nhé.
Đó, rất đẹp nhá. Máy rất là đẹp như này. Đó. Đấy. Tay quay thành thị các chức năng của máy này. Máy thì đã dùng ngôn ngữ tiếng Anh anh chị nhá. Cái này có hỗ trợ tiếng Việt cho anh chị. Đây này, nó làm bài 310 Supernova chị nhá. Trong cái phần tim này. Đấy. Đây, Full Supernova này. Đó. Cây này thì sóng các thứ khỏe đầy đủ cho anh chị nhá. Phim rất là đẹp như này nhá. Đó. Cây này thì anh chị cần tham khảo. Cây này để sưu tầm rất là đẹp nhá. Máy rất là đẹp như này. Đó, cây này thì ok, mình sẽ tắt nguồn. Mình sẽ tiếp theo là cây máy. Đây là một cây máy 6700 nhé, 6700 độ vỏ Mobiado. Cây này để em chút, em phải tháo pin con này ra để lấy sim nhé. Mobiado, cây này thì vỏ rất là đẹp anh chị ơi, 6700 vỏ rất là đẹp nhé. Để mở ra chút. 6700 Mobiado chị nhé, anh chị nhớ tên nhé, 6700 Mobiado nhé. Chứ không phải là 6700 vỏ sẽ khác nhé, đây sẽ là 6700 vỏ độ rồi, độ Mobiado. Thì đối với thị trường là con 702 này, trên thị trường là vỏ nếu vỏ zin của nó ấy, thì giá rất là cao. Còn đây chỉ là vỏ độ thôi chị nhé. Còn mình định nói có 6700 để mình độ lên vỏ thôi. Này, nắp sim này. Nắp sim này chị, nắp sim này nhé. Đây là nói 6700 nhé. Đấy. Đây là pin này. Pin là pin Mobiado này. Anh chị nhìn mây của máy này. Cái này chỉ có một cây thôi nhé. Cái này chỉ có một cây thôi. Đó. Đấy. Nắp này anh chị nắp vào như này này. Dòng này chị cầm về nghe gọi rất là sang trọng, đó, rất là đẳng cấp nhé. Mobiado chị nhìn tổng quan về máy chút này, đó ok. Đây em chưa nắp cái này chị nhờ cho vào cái, đây em nhìn nó hơi khó, mình cho vào cái khe ở dưới nhé. Đấy, ok, như vậy là xong. Vỏ này anh chị nhìn tổng quan vỏ rất là đẹp nhé. Mobiado, đó, chụp tem bằng nguồn này. Đối với chiếc máy này thì bên em đang bán cho anh chị là 2.3 triệu chị nhé, 2.3 triệu nhé. Noa mic các thứ rất là chuẩn chỉ. Dòng này em đã test nghe gọi con này rồi, bởi vì để dùng một thời gian, con này pin được tổng cộng 3 đến 4 ngày chị nhé. Đấy, Mobiado thì chị chưa? Chạy phần mềm của Mobiado nhé. Đó. Cái này rất là đẹp nhé, cái này cực kỳ là đẹp luôn. Anh chị cầm con này thì chị nghe gọi vẫn có cái tính năng của 6700 như kiểu là gõ được, gõ để lên đồng hồ nhé. Đó, gõ lên đồng hồ này. Đó. Các tính năng của máy này. Đó, sóng các thứ đầy đủ cho anh chị nhé. Phím bấm rất là sang trọng như này, phím bấm hình dạng nút như này nhé. Đây là máy Nokia 670 chị nhé, 670C nhé. Đây này, đó, này 670C này, đó, là vào 470 nhé. Đấy. Đây là nếu mà dòng Mobiado sẽ gọi là máy Nokia 702 chị nhé, 702 Mobiado nhé. Đó, đây, nhưng mà đây là 670 độ thôi, đó, có cái giao diện của Mobiado rồi nhé. Đó. Cây này thì anh chị mua về để nghe gọi rất là sang trọng và đẳng cấp nhé. Đó. Đây là máy Nokia 6700 Mobiado thì nhé, anh chị nhớ tên nhé. Em sẽ báo giá từng cây một cho anh chị luôn. Thì ở cái hàng trên này đa phần là bốn cái đầu tiên này sẽ là cây có chỉ có một mẫu thôi, không có nhiều. Đó, thì đợt này em bên em chỉ có một đấy mẫu, nhưng mà nếu mà đợt sau có hàng về thì em sẽ báo anh chị sau nhé. Đây là một cái máy tiếp theo, một chiếc máy đèn chớp đó, máy Nokia. Chị xem Nokia này, Nokia 3220 nhé, 3220 con này cực kỳ đẹp luôn, vỏ cực kỳ đẹp. Đó. Cái này vỏ zin đen đẹp luôn. Pin này, pin zin này, đó. Mình đang bỏ máy nhé. Cái này em để trên tủ trưng rất là lâu rồi, nay bỏ là giới thiệu cho anh chị luôn. Vì cái này rất là đẹp, vỏ đỏ rất là hiếm như này nhá. Nó sẽ đèn thông hai bên này nha anh chị nhé. Khi cô gọi đến, để mở quần cho anh chị xem này. Mở quần cho anh chị xem này. Đó. Đấy chị chưa, đèn nháy chưa. Với cây máy Nokia 3220 này bên là bán là 1.2 triệu chị nhá, 1.2 triệu. Đó, máy cực kỳ là đẹp nhá, máy cực kỳ đẹp, anh chị sưu tầm nhá. Đó, này có tiếng Việt đầy đủ cho anh chị này. Đó, đèn nháy, để em sẽ mở thử một cái chuông này. Đây, cái chuông. Đó. Đấy, mình sẽ phát này. Đó, anh chị nhìn cái đèn nháy chưa. Đó, rất đẹp nha, khi có câu hỏi đến nó rất đẹp nha. Đó, 3220. Đó, đây là cái máy cực kỳ là đẹp nha, anh chị mua về để sưu tầm con này.
máy đẹp khoảng 95-96% chị nhé. Vỏ zin như này nhé. Đó. Cây này sẽ bỏ riêng ra này. Tắt nguồn nhé. Pin. Ok. Tiếp theo là mình sẽ đến cái máy tiếp theo là máy Nokia 6700S nhé. 6700S. Đợt trước em có về hàng được tầm 5-6 cây, khách hỏi rất là nhiều và đấy hết hàng rồi. Tuần này có hàng mới về chị nhé. Tuần này có hàng mới về cho anh chị nữa nhé. Đây mình sẽ để đi đây. Đây là bốn cái máy đầu tiên mà không chỉ có một mẫu thôi, chỉ có mẫu duy nhất thôi. Đó thì giới thiệu anh chị luôn. Đó, tiếp theo là về mẫu máy tiếp theo là mẫu máy Nokia 6700S nhá. 6700S thì đây anh chị có thể xem máy này. Đây là cái máy màu hồng chị nhá. Đây là một cái máy màu hồng nhá. Mình sẽ tiến hành mở máy trên đỉnh máy này. Anh chị nhìn này. Đây mở máy trên đỉnh máy này. Đó. Rồi mình sẽ nạp sim. Nắp sim thì bạn này anh chị lưu ý nhé, em chị nắp sim vào trước nhé, nắp sim vào khay này, đó, nắp sim vào khay nhé, sau đó mình sẽ bật sạc, đó. Máy này thì bên em đang bán là 1,1 triệu đó chị nhé, 1,1 triệu nhé, có hai màu, tùy đợt này có hai màu này thôi, màu bạc này, cái này màu hồng, sẽ có màu xanh nữa, cái này sẽ có màu xanh này, xanh lá cây này, đó, thì có hàng về màu gì em sẽ đăng video sau nhé, hoặc chị hỏi màu thì nếu có hàng màu mới về thì em sẽ báo luôn, đấy. Đây cái máy màu hồng nhá. Và đây sẽ là một cái máy màu bạc này. Đó, màu bạc. Rất là đẹp nhá. Sau này con này chị nghe gọi cực kỳ là to luôn. Cực kỳ là to và nghe gọi rất là sướng nhá. Nó to sóng khỏe. Sau này dòng có S60 nhá, S60 ở ứng dụng nhá. Đấy. Máy thì hiện tại nó đang có đang là tiếng Anh chị nhá. Nếu anh chị cần chạy tiếng Việt mình sẽ hỗ trợ chạy tiếng Việt cho anh chị nhá. Nhưng dòng này có thể chạy tiếng Việt được anh chị nhá. Đó. Đây máy Nokia đây, vẫn còn hình ảnh của người bên tây này, bên tây cũ này, này, đó, một cái máy rất là đẹp nhá, 6700S, 1,1 triệu đấy chị nhá, 1,1 triệu nhá, đó sẽ giới thiệu qua thôi, để mở nguồn lên cho anh chị xem máy, cũng như là hình thức của máy để anh chị có thể tham khảo mình mua hàng nhé. Còn thực ra nếu mà đi sâu vào máy thì anh chị có thể là mua về mình sưu tầm để mình có thể trải nghiệm sau nhá. Còn là video sau em sẽ có một cái video là mình sẽ giới thiệu từng máy, mẫu máy một chẳng hạn, thì sẽ có một cái video để mình trải nghiệm từng mẫu máy một luôn, đó. Còn video này video tổng hợp em giới thiệu qua thôi. Đó. Tiếp theo là mẫu máy Nokia 6600S, đây cũng là mẫu máy chợt nhà Nokia nhé, đây này, một máy rất là đẹp nhé, cũng có gõ đồng hồ như 6700 như con này nhé, em sẽ mở máy chị xem 6600S. Ưu điểm của 6600S là vỏ cực kỳ đẹp nhé, vỏ kim loại cực kỳ đẹp. Đó, nhược điểm thì máy này loa trong loa ngoài nó hơi nhỏ một chút, vì loa nhỏ loa ngoài nó sẽ là loa đây con này vẫn còn nối sao ấy, đây còn chưa nhận lắp pin rồi. Mình sẽ lấy pin, pin đâu nhỉ? Mình sẽ lấy pin nhé. Vẫn em bọc pin đây mà. Pin 4U. Pin của máy sẽ là giống hệt của pin 8 nhé. Pin 8 nhé. Pin 4U. Đó. Pin máy nhỏ này, pin rất là lớn nhé. Pin rất là lớn nên là dùng lượng pin rất là trâu. Đó, bằng nguồn đây. Đó. Đây là máy Nokia 6600S nhé. 6600S. Đó, rất là đẹp nhé. Ở nhà mạng Thời UK nhé, thì đối với chị nào cần chạy tiếng Việt thì sẽ mất nhà mạng nhé. Anh chị nào mua sưu tầm thì mình nên để nhà mạng mình dùng được, hoặc là mình cần chạy tiếng Việt mình hỗ trợ chạy tiếng Việt cho anh chị đầy đủ. Đó, chạy tiếng Việt đầy đủ cho anh chị nhé. Máy thì chợt rất là thích nhé. Đây là nhà mạng Thời UK, nên là cái giao diện đó là giao diện của Thời UK luôn nhé. Đó, đây này em sẽ mở cho anh chị xem này. Ở trong phần theme này là sẽ có đây này, sẽ nhà Thời UK này, cái mà câu lạc bộ tài trợ cho Chelsea đấy, có số 3 đấy, Thời UK đấy. 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 Cái mạng theme Thời UK này. Đó. Cái máy này thì có 3G cho anh chị này, có 3G cho anh chị nhé. Có gõ đồng hồ này. Đấy. Gõ đồng hồ như 88 luôn nhé. Đó. Thực ra thì cái này nó chỉ là một cái cảm biến thôi. Nhưng mà rất ít dòng có, như kiểu chỉ có 88 này, 67 này. Còn nào con này có thôi, còn rất ít dòng có thì cái gõ đồng hồ này nhé. Đó. Thì mình sẽ tham khảo qua đây một con máy đó. Rồi, châu Âu nhé, Hungary anh chị nhé. Không cần đi nhé. Đó. Thì đợt này đa số là bên em về máy bên châu Âu nhiều. Còn đợt sau nếu có máy bên ở châu Á thì châu Á mình thì bên em sẽ giới thiệu cho anh chị sau nhé. Đấy. Thì bên em đều hỗ trợ chạy tiếng Việt cho anh chị nhé. Những dòng máy này đều hỗ trợ tiếng Việt cho anh chị đầy đủ cho anh chị luôn nhé. Tiếp theo là một máy nữa. Tiếp theo là một máy Nokia 6300. 6300 thì con này em lắp sim rồi. Đấy, 6300 thì ở châu Âu nhé. Máy rất là đẹp như này nhé. Đó. Anh chị có thể nhìn vào máy này rất là đẹp nhé. Đó, thì đợt này máy về cũng là ngoại hình tương đối thôi. Đó, thì có cái đẹp có cái nào cũng vừa vừa.
nhưng mà máy ngoại hình tương đối là đẹp nhé. Máy này thì bên em đang bán là 680.000 chị nhé, 680.000 đó. Và em quên đấy, 6600 là 900.000 nhé, cây này là 900.000 nhé, cây này là 900.000 nhé, đấy, em quên chưa báo giá đấy, cây này 900.000, cây này là 680.000 nhé, máy rất là đẹp nhé. Thì anh chị nào có thể liên hệ với em trước để bên em có thể tư vấn cho anh chị nhé. Thì 630 đợt này về thì bỏ zin toàn bộ cho anh chị, bỏ zin toàn bộ chị em chị yên tâm mà dùng rất là ok nhé. Đó, thế nào một máy, một máy tiếp theo là một máy này rất là độc nhé, Nokia 9300i nhé, 9300i, trên đây em đang có một con 9300i và một con 9300 thường nhé. Đây là một máy y và đây là máy thường, mẫu này thì bên em cũng không có nhiều, tầm khoảng độ 5-6 cây thôi. Thì anh chị nào thể tham khảo, đây là một bộ laptop của di động của nhà Nokia nhé, mình sẽ mở cho anh chị xem này. Đó, đây này, cái màn hình này nó sẽ hoạt động độc lập so với lại cái màn hình ở trên này nhá. Màn hình ở trên này chỉ dùng độc lập này, màn hình dưới này đâu dùng, màn hình dưới này dùng cho văn phòng nhá, những văn phòng này, các tính năng văn phòng nhá. Đó, thì máy này dùng tiếng Anh anh chị nhá, bật nguồn ở trên này. Đó, có nghĩa là cái này không cần bật nguồn nó vẫn hoạt động bình thường anh chị nhá, còn cái dưới này thì cần phải bật nguồn mới dùng hoạt động được bình thường nhá. Đó, anh chị đợi chút để nó lên màn hình, anh em vừa bật nguồn luôn. Đấy, đấy, nhưng mà cái này không lắp sim anh chị ạ, chưa lắp sim. Đấy, nhưng mà tổng quan của máy thì sẽ có hai màn hình, một màn hình dùng bình thường, anh chị dùng bình thường, nhưng mà thật ra như mẫu máy này chỉ để dùng để sưu tầm, để trưng tục sưu tầm thôi. Đó, mẫu máy này bên em nó bán là 1.200.000 chị nhá, 1.200.000, 9300i và 9300 thường này, hai con nó giống hệt nhau thôi, như con 9300 thường là trên nhà mạng TO3 này, còn con này thì không biết con nhà mạng gì, chắc không nhà mạng gì. Đó, nhà mạng TO3 đấy, hai cây máy rất đẹp nhá, cho mở cái email cho anh chị xem này. Đó, này, như chị nhìn nhé, này, inbay chọn như là 9300 nhá, còn cây này sẽ là 9300i, cây này sẽ là 9300i nhá. Đó, cái máy này sẽ là 1.200.000 chị nhá, khai sim này và khai thẻ nhớ chị nhá, đây là khai sim đóng vào đây, khai thẻ nhớ đây. Đó, cây này thì thời ngày xưa mà dùng máy văn phòng thì rất là ok nhá, rất đáng sưu tầm nhá, chị sưu tầm con này rất là đẹp nhá, phím bàn phím zin đồ thứ đầy đủ hết cho anh chị nhá, nút bấm này, đó, tập được 180 độ như này luôn anh chị nhé, rất là đẹp nhé. Samsung Galaxy Fold này, đó, tiền nhân Samsung Galaxy Fold. Tiếp theo là mình lấy máy, tiếp theo là một máy Nokia N73. N73 thì đợt này em có cả máy zin châu Âu cho anh chị này, rất là đẹp nhé, rất là đẹp như này nhé. Đó, thì ở đây có mỗi hai màu, không có màu TO3, có cả cây máy TO3 nữa, TO3. Anh chị đến cái đây cho TO3 cho chị nhé. Này có cả máy TO3 nhé, nhưng mà đợt này máy cũng gần hết rồi chị ạ. Gần hết rồi. Rất nhiều khách hỏi đang gần hết rồi. Đó, thì anh chị nào mua sớm thì bên em sẽ gửi hàng sớm cho anh chị. Đây nhà mạng TO3 này, đây nhà mạng Thaliuka này, số 3 này, nó TO3 này. Đó. Máy N73 này thì bên em đang bán cho anh chị là 800.000 anh chị nhé. 800.000 nhé. Đó. 800.000, ngoại hình thì nó cũng tầm khoảng độ 85% thôi. 85-90% thôi. Cũng có xuất sắc rồi anh chị nhé. Máy vỏ zin có xuất sắc rồi nhé. Okay, này. Đây mình sẽ mở nguồn cho anh chị một cái máy N73 để chị xem cái thiết kế bên trong của máy để chị có thể tham khảo và mua hàng nhé. Đó, này, email của máy này, đây mới bài phần nào hết nhé, máy chuẩn nhé. Đó, đây mở máy, máy này sẽ dùng pin 6M nhé, 6M nhé. Pin này hình như không có điện rồi chị ơi. Pin nó hết điện rồi anh chị ạ. Pin của này, máy này thì giống một máy 930 này. Thì là pin 6M hết anh chị nhé. 6M hết đây, không có máy 930i này. Đó, 930i này, đó. Em sẽ lấy pin của con này để nắp vào cho con N13 nhé. Thôi tới đây mình có thể xem cái giao diện của máy, nhìn nó cho nó uy tín, mình có thể là mua hàng được. Tất cả máy bên em đều test chuẩn chỉ các chức năng trước khi gửi cho anh chị nhé, chị yên tâm nhé, test và bảo hành cho chị đều chuẩn chỉ nhé, bên em thì bán không bán linh tinh nhé. Rồi này, nắp sim đúng không đây, ok, tên mở máy đây, đó, sáng màn hình rồi. Máy 930 này, 63 này sẽ bán là 800.000 cho anh chị nhé, 800.000 nhé. Đó, màn hình rất đẹp như này nhé, phím zin như này anh chị nhé. Đó, đợi một chút để nó lên nguồn. Đây là con máy, cũng là một con máy màu mận, đây là màu mận đấy chị nhé, màu đỏ mận. Đó, còn kia là màu gọi là màu vàng. Đấy, nó hỏi anh chị lưu ý này,
Rất nhiều chị mua máy N13 về bên em mà hỏi, nó hỏi tiếng Anh như này vì N13 nó không tiếng Việt. Hoặc là có chế độ này anh chị còn nhận yết thì nó không nhận sim nhá. Mình nhấn no thì mới nhận sim nhá. Đó. N13 là dòng máy chuyên để nghe nhạc, nghe nó rất là to nha chị nhá, rất là to. Đấy. Toluca này, nhìn mạng Toluca chưa? Đấy, còn hình của người họ dùng trước này. Đó. Đấy, một cái máy N13 như này nhá. Phím điều hướng nó sẽ là phím gạt này chị nhá. Sẽ gạt cần này, gạt như này. Đó. Chứ không phải là phím điều hướng 4 chiều như kiểu kia. Cái này phím điều hướng gạt gần 4 chiều nhá. Đó. Rất là hay nhá. N13 chị đáng sưu tầm chị nhá. Tiếp theo là một cái máy, tiếp theo là máy Nokia E72. Rồi tiếp tục đến mình máy Nokia E72 chị nhá. E72 thì này em có máy thị trường châu Âu về. Máy khá là đẹp nhá, vỏ zin đẹp. Bản phím TZ nhá. Thì trước em có video trước em có giới thiệu rồi đấy. Từ này còn còn khoảng hơn một bán hơn một nửa rồi. Thì các anh chị nào mua hàng sớm thì mình đặt sẽ đặt, mình sẽ lấy được những cái máy nó ngoài hình tương đối là đẹp nhá. Ở với máy E72 thì bên là bán là 950 chị nhá. 950. Máy ngoài hình khá là đẹp nhá. Khá là đẹp thôi. Đó, mấy chuẩn các thứ là chuẩn hết cho anh chị nhá. Ở cái này thì em chưa bật nguồn cây nào nhỉ? Đây, mình sẽ lắp pin vào cho nó. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đó, nó có, bên em chỉ có màu đen và màu trắng thôi chị nhá. Màu đen là màu trắng thôi. Đây, một cái máy màu trắng này. Ok, màu đen này. Mặt phím TZ nhé. TZ. Thì anh chị lưu ý này, khi anh chị là mua máy bên em thì em đều gửi video là cho trước anh chị là khi mình chạy tiếng Việt ấy thì cái phím TZ này, phím Z này thành phím Y nhé. Ở bên châu Việt Nam mình sẽ là TI đúng không? Còn hướng châu Âu thì hướng Đức này sẽ TZ nhá anh chị nhá. Đó. Ok. Đấy thì mình sẽ mua máy để sưu tầm, để nghe gọi hoặc là để chơi game cực kỳ là ok nhá. Máy Nokia E72 thị trường châu Âu nhá. Đó. Rất là đẹp anh chị nhá. Máy vỏ zin cầm rất là chắc tay, nó rất là chuẩn nhá. Máy bên nó là 950 chị nhá, 950 nhá. Đó. E72 em giới thiệu rất là nhiều rồi, mình sẽ giới thiệu qua thôi. Tiếp theo là về mẫu máy, tiếp theo là mẫu máy Nokia 6500C. 6500C thì em cũng giới thiệu rất là nhiều rồi. Dòng máy này cực kỳ là mỏng của nhà Nokia, mỏng nhất của Nokia nhé. Chỉ 9.9mm thôi. Đó. Cái này hết pin rồi chị ạ. Đây đang bị hết pin. Đấy thì thôi mình sẽ di động qua về máy thôi. Bây giờ sẽ một cái máy vỏ mới chị nhé. Vỏ mới. Đó. Máy thì giá bên em đang bán là cho anh chị là 580.000 nhé. 580.000. Đợt tới có màu nâu về mình sẽ lựa màu nâu cho anh chị nhé. Màu nâu này đang hết à? Chỉ có màu đen thôi. Đó thì giới thiệu cho anh chị nào cái máy 650C này nhé, vỏ rất là đẹp nhé, pin thì em đang hết nên là không có pin nào sạc đi. Đó, rất đẹp nhé, 650C này. Đó. Rồi ok, mình đến mẫu máy tiếp theo là mẫu máy Nokia ở hàng dưới cùng này. Nơi đây em có một lô máy mới về, đó là máy Nokia 1100 nhé. Màu 1100 thì đây chị có 3 màu chính như này. Đó là màu trắng này, màu đen, màu đen này, màu xanh này và màu phím vàng. Đây phím vàng có mấy cây. Đó. Thì mình nhìn này. Đó thì anh chị có thể tham khảo. Mẫu máy này thì bên em đang bán là 450 nhá, 450. Đó. Kèm pin sạc đầy đủ cho anh chị. Đó. Thì sẽ mặc cái máy lên cho anh chị xem cái máy màu xanh đi. Đó. Nói chung là máy này thì cũng cũ rồi, không phải là máy đẹp. Máy đẹp giá sẽ cao hơn, còn chỉ là máy cũ như này thôi. Đó, 450 để anh chị mua về để sưu tầm, để nghe gọi rất là ok nhé. Cái máy này em chưa giới thiệu lần nào thì em sẽ mở một cái video giới thiệu cho anh chị luôn nhé. Vỏ hơi cũ chút này. Đây là một cái máy này. Đó. Rất là đẹp nhé. Đấy. Xong mọi thứ đầy đủ cho anh chị luôn. Mà dùng tiếng Anh chị nhé, dùng tiếng Anh. Cái này là chỉ nó chỉ có hai phím điều hướng thôi. Đó thì có hai phím được hướng này, nếu mà anh chị muốn xóa này chỉ phải xóa hết từ đầu đến cuối, ấn điện cái này để xóa nhé. Này ví dụ anh chị nhấn điện nhé, nhấn điện để xóa. Đấy, mình xóa ấn điện một chút hoặc là mình xóa từ từ, mình xóa từ từ này. Đó, nghe gọi thì mình chỉ cần nhấn phím giữa thôi. Đó, đấy một cái máy 1100 nhé. 1100 thì em chỉ có tiếng Anh thôi, không tiếng Việt. Đây là cái máy màu trắng này. Đó, phím trắng. Đây là phím vàng. Đó, đây là một máy phím vàng màu đen. Đó. Đợt này về được tổng khoảng hơn 10 cây nhé chị nhé. Thì anh chị nào đặt hàng sớm thì em gửi hàng sớm cho anh chị, mua về được sưu tầm nhé. Máy thì bên em test đầy đủ cho anh chị là nguồn, các nguồn này, nghe gọi đầy đủ cho anh chị, sạc pin đầy đủ cho anh chị nhé. Anh chị có thể đặt hàng, mình mua hàng nhé. Đó, đây máy Nokia 1100, 450 chị nhé, 450. Ok, tiếp theo là một máy, tiếp theo là máy Nokia 1280. Thì bộ máy này bên em giới thiệu rất là nhiều rồi. 1280 thì có hai màu là màu đen và màu xanh nha chị nhé. Màu đen và màu xanh này, đây là màu xanh này.
mình sẽ nắp cái máy màu xanh lên anh nguồn nhé. Đó, màu xanh này, màu xanh cho anh chị nhé. Đó, mên màng chuẩn cho anh chị nghe gọi hàng chính hãng nhé. Rất là nhiều hàng nhái, cho em làm video này phân biệt máy Nokia hàng nhái và hàng chính hãng đấy, anh chị yên tâm mà mua hàng nhé. Đèn pin đầy đủ cho anh chị này. Đó, quý cô chủ, quý cô chú, quý anh chị có thể mua hàng này để mình sưu tầm, rất là ok. Mình thấy nghe gọi rất là ok nhé, loa lớn, mic lớn, đó, mình nghe gọi pin rất là trâu nhé. Đó, đó. Anh chị nhìn cái màn hình này, màn hình đục nhé, chứ không phải màn hình xanh nhé, màn hình xanh là mình thay nhé. Đó, máy này là 280.000 chị nhé, 280.000 cả ship rồi nhé, 280.000. Nokia 1202 thì đời em chỉ có máy vỏ thay thôi, hai máy này đều là vỏ thay chị nhé, vỏ thay, tại vì là máy nó cũ rồi thì em thay vỏ. 1202 thì em cũng về được tầm khoảng 20 cây, chỉ màu xanh thôi nhé, màu xanh và màu đen. Màu đen thì đời em chưa có vỏ, đây màu xanh này. Đấy, máy này là 250 chị nhé, 250, loa rất là lớn luôn, loa là 1202 rất là lớn nhé. Đó, ok, đấy, lên sóng luôn chị nhé, lên sóng đầy đủ cho chị luôn nhé, 900 này. Đó, ok, nó rất là lớn như này nhá, phím sáng đều đẹp như này anh chị nhá. Đó, đây là một cái máy Nokia 1202 chị nhá, 1202, anh chị nhớ tên nhá, thì em sẽ báo giá lại từng cây một cho anh chị xem, anh chị có thể an tâm mình mua hàng. Đó, cái máy cuối cùng là cái máy Nokia 1112 thì lần này em chỉ có máy thay vỏ anh chị ạ, chỉ có máy thay vỏ thôi. Đó, máy thay vỏ chỉ có 3 màu này, màu đỏ này, màu đen và màu xanh, màu đỏ, màu đen và màu xanh. Máy thay vỏ nhưng mà mê thì vẫn là mê màn chuẩn nhé, anh chị xem này, mê này, mê chuẩn nhé, trùng in mây nhé, bởi vì là cái vỏ cũ nó xấu, nếu anh chị cần vỏ cũ thì em vẫn tặng vỏ cũ cho chị. Đó, vỏ cũ nó hơi xấu nên em thay hết vỏ mới. Đó, giá cho anh chị là 300.000 anh chị nhé, 300.000. Lô này em thanh lý thôi vì là vỏ mới, thanh lý. Đó, 300.000. Có máy vỏ zin giá sẽ cao hơn nhé, vỏ zin 1 i 1 2 0 1 2 1 1 2 rất là cao nhé. Đó, vỏ thay thì giá rẻ hơn, nhưng mà vỏ zin xấu thì nhìn nó hơi xấu một chút, là bán khách nó không được thị hiếu lắm nên em thay hết vỏ mới. Còn nếu anh cần chị có phần vỏ zin mà bây giờ mới tặng vỏ zin cho anh chị, con này mình tặng cái vỏ zin cũ đấy, mình bóc ra rồi đó. 1202 thì màn thế này, màn trắng tuyết đấy chị nhé, còn 1 i sẽ màn vàng nhé, mà 1 i em đang hết hàng, chờ tới có hàng mới về thì em sẽ báo, nhưng mà hàng mới chắc hàng keng, hàng keng giá hơi cao chút đấy chị nhé. Cái này là 300.000 đó, bấm rất là thích nhé. Cái hàng này có cái Shopee có chị nhé, Shopee có nhé, Shopee có cho chị đặt hàng nhé. Trùng in mây chị yên tâm nhé, tất cả máy bên em đều trùng in mây nhé. Này, một cùng y đều là trùng in mây hết nhé. 1 2 vì là nó là bên cũ, bên máy cũ nhưng mà em sẽ thay vỏ mới vào thôi. Còn nó vẫn là bên màn chuẩn nhé. Đây, sẽ bóc bên màn cho chị xem này. Đấy, thay cái vỏ này rất đơn giản nhé. Nên chị cần cậy nhầy rồi lại bên màn chuẩn như này chị nhé. Đó, chứ không phải hàng linh tinh đâu ạ. Hàng dựng cứ làm nhái bên em không làm ạ. Đấy, xuất ốc này, đầu 342 này. Đó, ok nhé, cái máy này rất là rẻ, anh chị mua về để nghe gọi cực kỳ ok nhé. Đó, chỉ có 300.000 đồng một cái máy 1112 để sưu tầm, rất là ok nhé. Đó, ok, thì ở video này là bên shop em cũng giới thiệu cho anh chị tất cả mẫu máy bên em đang bán. Đó, thì đợt tới sẽ có những hàng mới về chị ạ, như kiểu đợt sẽ có C500 về chị nhé, C500 về chắc là cuối tuần sẽ có video cho anh chị luôn nhé. C500 thì chị mua về để sưu tầm, nghe gọi cực kỳ là thích nhé. Đó, thì em sẽ giới thiệu qua về các giá của các máy trên này. Đó là đầu tiên là mình giới thiệu qua đi, đầu tiên là máy Nokia, máy BlackBerry 9930 680.000, máy Nokia 7310 nó là 1.200.000, máy Nokia 6700 Moviado là 2.300.000 nhá, máy Nokia 3220 là 1.200.000 nhá, máy Nokia 6700S 1.100.000, máy Nokia 6600S 900.000, máy Nokia 6300 680.000. Đó, máy Nokia 9300 và 9300i là 1.200.000 chị nhá. N73 800.000, E72 950. Đó, có hai màu anh chị nhá, màu trắng và màu đen. 6500C là 550. Đó. Nokia 1100. Đó, máy này là 450 chị nhá. Đó, máy này là 1280 280.000, 1202 250.000, 1112 300.000 chị nhá. Đó, chị để tham khảo những mẫu máy này bên em để mình có thể đặt hàng, mua hàng cũng như là một cái máy để mình sưu tầm, rất là ok anh chị nhé. Thì anh chị để muốn đăng ký kênh một lúc này, video này thì sắp tới là bên em sẽ có những video mới để giới thiệu cho anh chị những sản phẩm mới bên em nhé. Ok, cảm ơn chị đã xem video này nhé.